Chuyển sang các thông tin an ninh trật tự đáng chú ý. Sau gần 4 tháng điều tra, ngày 15 tháng 5, Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã chuyển hồ sơ vụ hàng trăm người dân tố cáo Trung tâm Đào tạo và Sát hạch Lái xe có hành vi lừa đảo với số tiền trên 2 tỷ đồng cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Trước đó, vào đầu tháng 9 năm 2018, trên mạng xã hội đăng tải thông tin Trường Đào tạo và Sát hạch Lái xe Đại học Phòng cháy chữa cháy Bộ Công an uy tín giá rẻ nhất Đắk Lắk có trụ sở tại thành phố Buôn Ma Thuột giảm học phí với bằng B2 chỉ từ 6 đến 8 triệu, bằng C chỉ từ 8 đến 10 triệu, học viên đã nộp hồ sơ là sẽ đậu. Tin tưởng vào lời quảng cáo, chỉ 4 tháng sau đó, trung tâm này đã có hàng trăm học viên đăng ký nhập học. Thế nhưng 15 học viên của khóa học đầu tiên đã phải ra thành phố Hà Nội rồi xuống tỉnh Hòa Bình để thi. Và kết quả, 6 học viên bị rớt, không như lời hứa bao đậu hoàn toàn. Thông qua mạng xã hội Facebook, đấy, là người ta quảng cáo. Nhưng mà mình không ngờ đến ngày hôm nay sự việc ra như này. Là bây giờ là công bên văn phòng là đóng cửa người ta đi hết. Đấy, thì chắc chắn bây giờ bảng hiệu thì cũng đã rạch ra chữ Bộ Công an rạch đi hết rồi. Thì chắc chắn là sẽ đã lừa rồi. Sau đó trung tâm này đã đột ngột đóng cửa, các số điện thoại đều ngừng hoạt động. Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy của Bộ Công an cũng có văn bản khẳng định không mở văn phòng tại địa chỉ trên. Hiện đã có hơn 450 người gửi đơn tố cáo với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng. Bước đầu cơ quan chức năng đã làm rõ được hai đối tượng đứng ra thành lập trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe ma